Everybody, I'm very happy to see you all back today with a review lesson. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập unit 10, 11, 12 và 13. Trong bài ôn tập ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ vựng và ngữ pháp mà chúng ta đã học từ đầu chương trình học kỳ 2 đến bây giờ. Phần từ vựng thì chúng ta sẽ ôn tập lại ba chủ điểm cơ bản: Endangered species, books, water sport. Phần ngữ pháp, cô sẽ lược lại những điểm ngữ pháp quan trọng như là modal verbs, động từ khiếm khuyết, modals in the passive voice, động từ khiếm khuyết ở thể bị động, double comparison, so sánh kép. Phần từ vựng thì chúng ta sẽ có những hình thức bài tập như là synonym, từ đồng nghĩa, definition, định nghĩa của từ, antonym, từ trái nghĩa, word formation, cáo tạo từ, word meaning, nghĩa của từ. Phần ngữ pháp, những dạng bài tập bao gồm multiple choice question Câu hỏi nhiều lựa chọn Sentence combination Kết hợp cấu Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết phần ôn tập của từ vựng Phần đầu tiên trong phần ôn tập từ vựng Cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần synonym từ đồng nghĩa ở trong đề kiểm tra đề thi thì các em sẽ thấy cái từ là close it in meaning to có nghĩa là chúng ta đi tìm cái từ có nghĩa gần nhất như vậy khi nào các em thấy từ close it, có nghĩa là các em đi tìm từ đồng nghĩa trước tiên chúng ta hãy ôn tập lại một vài từ cơ bản. Habitat. Habitat có nghĩa là môi trường sống tự nhiên của động vật hoặc là thực vật. Endangered là gặp nguy hiểm. Các em có một cụm từ đó là endangered species có nghĩa là loài gặp nguy hiểm hay nói cách khác là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Pollution, sự ô nhiễm. Advice, lời khuyên. Host, tổ chức. Tie, một trận đấu hòa. Participate in là tham gia vào Rồi, bây giờ cô sẽ chiếu cho các em một từ hoặc là một cụm từ các em hãy xem thử từ đó đồng nghĩa với từ nào à, trong những từ mà chúng ta vừa ôn nhé cụm từ đầu tiên natural environment có nghĩa là môi trường tự nhiên như vậy nó sẽ đồng nghĩa với từ nào đó chính là từ habitat từ thứ hai recommendation recommendation có nghĩa là sự khuyên nhủ, sự dặn bảo. Như vậy nó sẽ đồng nghĩa với từ advice. Từ thứ ba draw. Các em còn nhớ từ này đồng nghĩa với từ nào không? Draw chính là trận đấu hòa, như vậy nó đồng nghĩa với từ tie. Từ tiếp theo contamination. Contamination có nghĩa là sự ô nhiễm. Vậy nó sẽ chắc chắn đồng nghĩa với từ pollution. Đây. Chúng ta đến từ tiếp theo nhé. Organize. Organize có nghĩa là tổ chức. Như vậy từ này đồng nghĩa với từ host. Threatened. Threatened có nghĩa là bị đe dọa. Threatened species có nghĩa là loài đang bị đe dọa. Và loài đang bị đe dọa có nghĩa là loài đang gặp nguy cơ bị tuyệt chủng. Như vậy nó sẽ đồng nghĩa với từ endangered. Và chúng ta đến một từ nữa, đó là từ take part in. Take part in có nghĩa là tham gia vào. Và nó sẽ chắc chắn đồng nghĩa với từ participate in. Phần tiếp theo cô sẽ ôn tập cho các em đó là phần từ trái nghĩa antonym. Ờ, khi, trong, khi các em gặp trong đề thi, các em sẽ thấy cụm từ là Opposite in Meaning to Và cụm từ này có nghĩa là tìm từ uh, có nghĩa ngược lại với cái từ đã cho Thì có nghĩa là các em sẽ tìm cái từ trái nghĩa nha các em Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một vài từ trước Contaminated có nghĩa là bị ô nhiễm Diversity, sự đa dạng Significant, quan trọng Hard to put down, khó mà đặt xuống khi các em cầm trên tay quyển sách hoặc là một quyển truyện mà các em nói là hot to put out khó mà đặt xuống có nghĩa là quyển truyện đó rất là hay và bây giờ cô sẽ chiếu cho các em một từ hoặc một cụm từ các em hãy xem thử từ đó đồng nghĩa với từ nào cô vừa cho các em nhé từ thứ nhất unnecessary unnecessary từ này có gốc từ là necessary có nghĩa là cần thiết chúng ta thêm tiền tố ân có nghĩa là không vào có nghĩa là không cần thiết không cần thiết có nghĩa là không quan trọng và nó sẽ trái nghĩa với từ quan trọng là significant và chúng ta sẽ qua một từ nữa đó là từ unpolluted unpolluted polluted có nghĩa là bị ô nhiễm unpolluted là không bị ô nhiễm vậy trái nghĩa với nó sẽ là contaminated bị ô nhiễm Từ tiếp theo limitation limitation có nghĩa là sự giới hạn sự giới hạn có nghĩa là không có nhiều và nó sẽ trái nghĩa với có rất là nhiều đa dạng và đó chính là từ diversity rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một từ nữa hard to pick up again có nghĩa là khó mà cầm lấy lần nữa khi các em đọc quyển sách hoặc một quyển truyện mà các em khó lòng cầm lấy lần nữa có nghĩa là quyển sách này không hay như vậy nó sẽ trái nghĩa với cụm từ hot to put down. Phần tiếp theo cô sẽ ôn tập cho các em đó là phần word definition là phần định nghĩa của từ. À, các em sẽ à, có hai cột A và B. Và nhiệm vụ của các em là ghép những từ ở cột A với định nghĩa của chúng ở cột B sao cho hợp lý nhất. Bây giờ trước tiên chúng ta hãy cùng xem lại một lượt những cụm từ ở cột A có nghĩa là gì nhé. Từ đầu tiên. Biodiversity. Biodiversity có nghĩa là sự đa dạng sinh học. Comic books có nghĩa là truyện tranh. Review có nghĩa là sự đánh giá, nhận xét. Biography tiểu sử. Water polo là môn bóng nước. Synchronized swimming là môn bơi nghệ thuật. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem định nghĩa của chúng ở bên cột B từ trên xuống xem thử là định nghĩa đó hợp với từ nào ở cột A nhé. Chúng ta hãy nhìn ở cột B dòng đầu tiên. Is a report in a newspaper or magazine in which a writer gives his opinion of a book, a film or a play. Một cái bài báo trong một tờ báo hoặc một tạp chí mà ở đó người viết đã đưa ra quan điểm của anh ta về một cuốn sách một bộ phim hay một vở kịch như vậy có nghĩa là anh ta đưa ra những cái nhận xét đúng không các em và nhận xét đánh giá chính là từ review rồi chúng ta hãy nhìn dòng thứ hai e the existence of a wide variety of plant and animal species living in their natural environment là sự tồn tại của rất là nhiều loài động vật thực vật cùng sống ở trong cái môi trường tự nhiên của chúng như vậy câu này các em chú ý cho cô từ wide variety có nghĩa là sự đa dạng rất là nhiều thứ hai nữa là plant and animal species có nghĩa là loài thực vật và động vật có nghĩa là về sinh học như vậy ý muốn nói là sự đa dạng về sinh học như vậy chúng ta sẽ nói cái cái định nghĩa này với từ biodiversity dòng tiếp theo chúng ta có e sport in which two or more people perform complicated and carefully planned movements in water in time to music. Đây là một môn thể thao mà hai hoặc là nhiều người biểu diễn những cái động tác trong nước có nhạc và những động tác này rất là complicated là phức tạp và carefully planned là được lên kế hoạch một cách rất cẩn thận. Như vậy là ở trong nước mà biểu diễn và có theo âm nhạc và rất là phức tạp như vậy đó chính là môn nào các em? Môn synchronized swimming, right? Đây là môn bơi nghệ thuật. Rồi à, chúng ta tiếp tục nhé. E a sport played in water by two teams of seven players who get points by throwing a ball into the opponents goal. Là một môn thể thao mà được chơi ở trong nước bởi hai đội gồm 7 người chơi và có điểm bằng cách ném một quả banh vào trong không thành của đối thủ. Như vậy các em còn nhớ bộ môn này là bộ môn gì không? Đó chính là môn water polo. Môn bóng nước. Và chúng ta tiếp tục. A ones in which the story is told or illustrated with pictures. Là những câu chuyện mà được kể hoặc là được minh họa bằng hình ảnh. Các em nhìn vào từ keyword hình ảnh. Đúng không? Câu chuyện mà được loại bằng hình ảnh chính là truyện tranh đúng không các em? Như vậy chúng ta sẽ nối cái định nghĩa này với cụm từ comic books. Và chúng ta xem thử dòng cuối cùng. is the story of a person's life written by somebody else là câu chuyện của cuộc đời của một người mà được viết bởi người khác. Đó chính là tiểu sử. Biography. Cô đã ông cho các em phần định nghĩa của từ. Bây giờ chúng ta hãy qua À, một phần nữa đó là Word Formation Cáo tạo từ Thì dạng bài tập của cái dạng bài này đó Thì trong đề thi thì các em thường thấy là Người ta sẽ yêu cầu mình là à, xác định cái vị trí trống đó Là cái loại từ gì Danh từ, động từ, tính từ hay là trạng từ Để mình điền vào cho hợp lý Thì trước khi mình làm cái bài đó Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em Xem là à, những cái danh từ, động từ và tính từ của một vài từ cơ bản trong bốn cái unit mà các em đã học đó thì nó như thế nào thì chúng ta cùng nhìn vào cái bảng trên màn hình của các em thì chúng ta cùng nhau tìm thử là danh từ động từ tính từ của các từ này nhé từ thứ nhất các em sẽ thấy tính từ của nó là extinct là tuyệt chủng như vậy danh từ của nó là gì là sự tuyệt chủng đó các em và chúng ta có danh từ sự tuyệt chủng là extinction từ thứ hai danh từ là danger sự nguy hiểm. Tính từ của nó là in danger, gặp nguy hiểm. Dangerous là rất nguy hiểm, có tính chất nguy hiểm. Và chúng ta cần một động từ ở đây, ở vị trí số 2. Động từ gây nguy hiểm đó, in danger. Từ thứ ba chúng ta có danh từ destruction là sự phá hủy. Động từ destroy là phá hủy, phá hoại Và tính từ của nó là destructive, phá hoại Từ thứ tư chúng ta thấy động từ là inform, tính từ là informative và danh từ của nó là information. rồi dòng tiếp theo các em, các em thấy là từ romance là danh từ, à, động từ là romanticize là lãng mạn hóa và tính từ lãng mạn chính là romantic. từ thứ sáu, các em thấy động từ là penalize là phạt, tính từ penal là có thể bị phạt, thuộc về hình phạt và danh từ là hình phạt là gì các em? Penalty. Các em nhớ nè, penalty âm e nha, nhưng mà động từ đọc là penalize, âm i e đó. Từ cuối cùng competition chính là cuộc thi hoặc là sự cạnh tranh. Danh từ thứ hai là competitor là người cạnh tranh. Động từ là compete, cạnh tranh và chúng ta có tính từ là competitive. Cạnh tranh, đua tranh. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành một cái bảng cấu tạo từ của một vài từ cơ bản trong học kỳ 2 chúng ta vừa học xong. Phần tiếp theo cô sẽ ôn tập cho các em đó là phần warming meaning, nghĩa của từ. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu những từ quan trọng trong unit 10. Unit 10 uh, kể cho chúng ta nghe về câu chuyện sự tuyệt chủng, đó là từ extinction, tuyệt chủng của loài động vật nào. Đó là loài động vật endangered species, những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các em còn nhớ những nguyên nhân nào dẫn đến sự tuyệt chủng của loài động vật hay không? Đó chính là chúng ta có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, habitat destruction là sự phá hủy môi trường sống. Nguyên nhân thứ hai là commercial exploitation chính là sự khai thác thương mại. Nguyên nhân thứ ba chính là pollution là sự ô nhiễm. Các em có biết nguyên nguyên nhân nào mà dẫn đến cái sự phá hủy môi trường sống của loài động thực vật hay không chúng ta hãy cùng nhìn trên màn hình để ôn lại nhé nguyên nhân thứ nhất đó là deforestation có nghĩa là nạn phá rừng nguyên nhân thứ hai là urbanization là sự đô thị hóa nguyên nhân thứ ba là construction là sự xây dựng việc xây dựng các em có biết là sự tuyệt chủng của một loài thực vật hay động vật nào đó sẽ dẫn đến hệ lụy gì không? Đó chính là loss of biodiversity, việc mất đi của sự đa dạng sinh học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem unit số 11 có những từ nào quan trọng chúng ta cần ghi nhớ nhé. Unit số 11 chúng ta học về chủ đề books. À, khi học về books thì các em phải nhớ những cách đọc sách trên màn hình cô đã liệt kê lại ba cách đọc sách mà chúng ta đã học. các em còn nhớ hay là không? chúng ta cùng cô điểm qua nhé. cách đọc thứ nhất đó là deep into hay là taste là đọc lướt qua, đọc qua loa. cách đọc thứ hai là swallow là nuốt có nghĩa là đọc ngấu nghiến. cách đọc thứ ba là chew and digest là nhai và tiêu hóa có nghĩa là đọc cẩn thận, đọc nghiền ngẫm quyển sách đó và khi học về sách thì các em phải biết một số loại sách trên màn hình chúng ta cùng xem lại những loại sách này có nghĩa là gì comic books là truyện tranh romance là truyện ngôn tình biography là tiểu sử craft là sách thủ công science fiction là khoa học viễn tưởng novel là tiểu thuyết thriller là truyện kinh dị và chúng ta phải nhớ một cái từ liên quan tới sách chính là từ review là nhận xét hay đánh giá về quyển sách đó. Bây giờ chúng ta tới unit số 12. Unit số 12 chúng ta học về chủ đề water sport. Hai chúng ta có một cụm từ đồng nghĩa đó là aquatic sport. Và chúng ta xem thử những cái môn thể thao dưới nước. Water polo là môn bóng nước, synchronized swimming là môn bơi nghệ thuật, windsurfing là môn lướt sóng trên thuyền bồn. Còn những môn khác chúng ta tự nghiên cứu thêm ở nhà và bây giờ cô sẽ ôn lại một vài cái con người có liên quan đến những cái môn thể thao như thế này rồi chúng ta cùng nhìn lên màn hình để xem nghĩa của các từ này nhé defensive player hậu vệ goalie hay là goalkeeper có nghĩa là thủ môn referee có nghĩa là trọng tài competitor là người cạnh tranh và opponent có nghĩa là đối thủ và các em nhớ từ tie là trận đấu hòa và nhớ thêm một số từ liên quan tới chủ đề này nữa đó là foul là lỗi lỗi trong thể thao và các em nhớ là commit a foul là phạm lỗi và khi phạm lỗi thì các em sẽ bị một cái hình phạt đúng không hình phạt đó chính là penalty và thậm chí trọng tài có thể đuổi cầu thủ ra khỏi trò chơi có nghĩa là từ đuổi ra đó là eject như vậy cô và các em đã cùng nhau ôn tập lại những từ vựng cơ bản từ đầu chương trình học kỳ 2 đến bây giờ. Bây giờ cô sẽ tiếp tục ôn tập phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp của chúng ta gồm 3 nội dung. Thứ nhất, modal verbs, động từ khiếm khuyết. Thì những động từ này thì các em đã học rất là kỹ rồi. Thì bây giờ cô sẽ nói chung một cái cơ, cái cấu trúc đó là động từ khiếm khuyết thì nó đi sau nó phải luôn luôn là một động từ nguyên thể. À, nội dung thứ hai đó là modals in the passive voice là động từ khiếm khuyết ở thể bị động. Cấu trúc của động từ khiếm khuyết ở thể bị động là modal verb cộng với be cộng với past participle. Và nội dung thứ ba à, các em cần lưu ý đó là double comparison chính là so sánh kép. Và các em hãy cùng nhìn những cái cấu trúc của chiếu trên màn hình nhé. Có trúc thứ nhất đó là so sánh càng ngày càng. Các em thấy rằng là đối với tính từ hoặc là trạng từ ngắn thì chúng ta sẽ thêm er và chúng ta có một cái chữ and ở giữa. Ví dụ như là hotter and hotter, longer and longer, bigger and bigger. Ở đối với tính từ hoặc trạng từ dài thì chúng ta lại dùng cụm từ more and more. Ví dụ more and more beautiful, more and more interesting cấu trúc thứ hai đó là so sánh càng bao nhiêu thì càng bấy nhiêu thì các em có để ý là chúng ta sẽ có một cái dấu phẩy ở giữa đó và cả hai bên của dấu phẩy chúng ta đều có chữ giờ và sau chữ giờ đó chúng ta dùng cấu trúc của so sánh hơn rồi và các em nhìn cái dòng thứ ba chú ý thứ ba đó nếu như mà chúng ta dùng danh từ thì chúng ta sẽ dùng the more cộng với danh từ đó và sau đó chúng ta sẽ cộng với chủ ngữ của V và tương tự như vậy với cái vé bên kia. Và lưu ý luôn luôn có chữ giờ. Rồi, như vậy cô đã ôn tập cho các em ba điểm ngữ pháp cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng phần từ vựng và phần ngữ pháp đó vào bài tập nhé. Hai câu đầu tiên trong bài mini test này sẽ là hai câu tìm dấu nhấn. À, chúng ta hãy cùng với cô đọc những câu này lên xem thử là dấu nhấn ở Ờ, những cái từ này nó khác biệt như thế nào để chúng ta chọn ra cái từ hợp lý nhất nhé. Câu số 1. A. habitat. Như vậy dấu nhấn nằm ở âm đầu tiên. habitat. B. opponent. opponent. Như vậy dấu nhấn sẽ nằm ở âm thứ hai. C. penalty. penalty. Như vậy dấu nhấn nằm ở âm thứ nhất D. countryman. countryman. Như vậy dấu nhấn cũng nằm ở âm thứ nhất. Như vậy đáp án của chúng ta câu này sẽ là câu B bởi vì nó khác biệt nhất nó là âm nhấn ở âm thứ hai. Nào, chúng ta hãy cùng đến câu số 2 nhé. Câu số 2, câu A. Biology. Biology. Như vậy nhấn ở âm thứ hai. Câu B. Diversity. Diversity. Nhấn ở âm thứ hai. Hoặc là các em có thấy là từ ở câu B diversity có cái đuôi là y tờ y dài thì dấu nhấn sẽ nằm sát hắn. Đó, như vậy chúng ta sẽ nhấn ở âm thứ hai vớ, diversity. Câu thứ 3 C. Exploitation, exploitation. Như vậy nhấn ở âm thứ 3. Và các em cũng để ý giùm cô là từ này có cái đuôi là sin. Như vậy dấu nhấn cũng nằm sát hắn luôn, chính là chữ A đó. Âm A đó, exploitation. Câu D. Enthusiast, enthusiast. Như vậy nó có dấu nhấn ở âm thứ hai. Và chúng ta hãy cùng xem lại thử đáp án sẽ là câu C bởi vì nó là có âm nhấn ở âm thứ ba. Những trường hợp còn lại là nhấn âm thứ hai. Rồi, chúng ta hãy qua câu 3, câu 4 nha. Câu 3, câu 4 là câu về phát âm. Các em phải tìm từ nào có cái từ gạch chân đó được phát âm khác với cái phần gạch chân của những từ còn lại. Rồi, Chúng ta hãy xem câu 3. Các em hãy cho cô đáp án trước khi cô sẽ giải thích nha. Rồi, vậy đáp án của các em là có phải là B giống như cô không? B bởi vì chữ E đó đọc là ấm E, digest. Và chữ E của câu A, C, D thì sẽ đọc là E. In at, eject, defend. Rồi bây giờ chúng ta xem câu 4 nè Câu 4 câu A Swallow Là âm gì kém? Âm O Swallow Câu B Water polo Polo Như vậy cũng là âm Âm O Theo các em câu C có đọc là volleyball không? Không đọc như vậy đúng không? Và chúng ta đọc là volleyball Như vậy hắn là âm O Và câu D đọc là sociable như vậy các em thấy rằng là đáp án sẽ là câu C bởi vì hắn là âm khác nhất, âm âm O. Rồi, câu D là âm O. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em uh, câu số 5 và câu số 6. Câu số 5 các em có thấy là từ close không? Từ Closet trong đề bài có nghĩa là chúng ta sẽ tìm từ đồng nghĩa. Và từ của chúng ta là pollution. còn nhớ trong phần ôn của chúng ta, pollution đồng nghĩa với từ nào trong các từ A B C D không các em? Đó chính là từ contamination. Câu A có nghĩa là sự ô nhiễm. Câu số 6, các em để dùm cô từ opposite. Có nghĩa là đối nghĩa hay là tìm từ trái nghĩa. Và chúng ta có từ hot to put down. Hot to put down là khó mà bỏ xuống. Những cái quyển sách mà có câu chuyện hay thì được mô tả như là hot to put down, có nghĩa là rất là hay kem. Và chúng ta sẽ tìm từ trái nghĩa của từ này. Các em còn nhớ trong phần ôn, cô đã ôn cho các em từ này rồi đó. Và chúng ta tìm từ trái nghĩa của từ này chính là từ hot to pick up again. Khó mà, cầm lên lần nữa. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 là một câu về định nghĩa từ. Người ta cho mình một cái định nghĩa và chúng ta hãy xem thử định nghĩa này nó hợp với từ nào trong ABCD. Các em nhé. Is a sport played in water by two teams of seven players who get points by throwing a ball into the opponent's goal? là môn thể thao được chơi dưới nước bởi hai đội gồm 7 thành viên, ghi điểm bằng cách là ném quả banh vào trong khung thành của đối thủ. Và chúng ta hãy xem ABCD có nghĩa là gì nhé. Câu A rowing có nghĩa là chèo thuyền. Câu B synchronized swimming là bơi nghệ thuật. Câu C water polo là môn bóng nước. D windsurfing là môn lướt sóng bằng thuyền bồn Như vậy chúng ta hãy xem lại một lần nữa. Định nghĩa đó thì nó sẽ hợp nhất với À, A, B hay là C là D à, Có hai đội, 7 thành viên ném bóng vào khung thành của đối thủ Như vậy chúng ta sẽ chọn môn bóng nước là Water Polo Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các em Các em nhìn các đáp án A, B, C, D Các em sẽ thấy rằng là đây là một câu về cấu tạo từ Câu A, Danger là sự nguy hiểm Câu B, In Danger là động từ gây nguy hiểm Câu C, Dangerous là tính từ Uh, có tính chất nguy hiểm. Câu D là trạng từ của tính từ dangerous, yeah. Yeah. một cách uh, nguy hiểm. Và chúng ta hãy xem thử vị trí trống đó cần điền một loại từ gì. Các em cùng nhìn lên màn hình và tập trung chú ý vào từ would. Would chính là một động từ khiếm khuyết. Và các em còn nhớ là sau một động từ khiếm khuyết là chúng ta cần một động từ nguyên mẫu. Như vậy rõ ràng chỗ trống này cần một động từ. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Development of the area would endanger wildlife. Sự phát triển của khu vực này sẽ gây nguy hiểm đối với à, cuộc sống hoang dã. Chúng ta sẽ qua câu số 9. Đây là một câu về nghĩa của từ. Các em hãy nhìn những đáp án A B C D. Các em còn nhớ nghĩa của những từ này không? Câu A deep into là đọc qua loa một quyển sách. B swallow là nuốt hay là đọc ngấu nghiến một quyển sách. Câu C, chew and digest là nhai và tiêu hóa tức là đọc, nghiền ngẫm, đọc cẩn thận. Câu D, put down là bỏ xuống. Bây giờ chúng ta xem thử đề bài có nghĩa là gì nhé. If you a book, you have a brief look at it without reading or studying it seriously. Nếu bạn chấm 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 một quyển sách bạn sẽ có cái nhìn rất là ngắn gọn về nó mà không đọc hoặc là nghiên cứu nó một cách nghiêm túc như vậy các em chú ý giùm cố tự đọc ngắn gọn về nó nè mà không đọc và nghiên cứu nó một cách nghiêm túc này có nghĩa là mình sẽ đọc nó qua voilà. loa như vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu a à, deep into rồi bây giờ chúng ta qua câu số 10 các em để giùm cố các đáp án A B C D. Yeah. Các em thấy câu A to touch có nghĩa là chạm vào nè, câu B interfere là can thiệp nè. Câu C bunch là đấm nè và câu D commit là phạm phải. Bây giờ chúng ta xem thử là chúng ta chọn từ nào. Chúng ta lên đề bài chúng ta xem thử nha. If a defender a foul within a five meter area that prevents a likely goal. The attacking teams is awarded a penalty throw or shot. Nếu như một hậu vệ mà cái gì đó lỗi trong vòng 5 mét mà ngăn cản một bàn thắng, có thể là một bàn thắng thì à, cái đội tấn công đó sẽ được thưởng một cú ném hoặc là một cú sút. Các em còn nhớ một cái cụm từ mà cô nhắc lại trong phần warming in đó là từ foul là lỗi trong thể thao và chúng ta có một cái cụm từ là commit a foul là phạm một lỗi nào đó như vậy chúng ta thấy rằng đáp án của câu này chúng ta sẽ chọn câu D rồi bây giờ chúng ta qua câu số 11 câu số 11 là một câu ngữ pháp về động từ khiếm khuyết rồi chúng ta xem thử các đáp án motion là không được needn't là không cần thiết can't là không thể, might, có lẽ. Rồi chúng ta lên câu số 11. Chúng ta xem nhé. Bạn chạm vào cái công tắc này thì có lẽ là sẽ gây ra một cái chết là nguyên nhân của một cái chết. Như vậy rõ ràng là rất là nguy hiểm và chúng ta không được chạm vào cái công tắc này đúng không các em? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là motion câu A. Câu số 12 sẽ là một điểm ngữ pháp nào? Chúng ta cùng xem nhé. The lake là cái hồ. Trong các đáp án A, B, C, D, các em sẽ thấy có động từ C chính là nhìn thấy. Như vậy là cái hồ thì không thể tự nhiên được mà nó phải là được nhìn thấy. Thì chúng ta sẽ chọn một câu bị động. Và một câu bị động thì tất nhiên chúng ta sẽ cần một B cộng với past participle. Đó chính là câu C. Chỉ có câu C mới có B với past participle của C là seen. The lake can be seen from the bedroom window. Cái hồ có thể được nhìn thấy từ cửa sổ của phòng ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 13. Câu số 13 các em hãy nhìn đáp án A, B, C, D. Các em có nhận ra là cấu trúc của điểm ngữ pháp nào mà chúng ta đã học hay không? Đó chính là so sánh kép. So sánh kép thì các em nhớ rằng là chúng ta tính từ ngắn thì chúng ta sẽ tính từ hoặc trạng từ ngắn chúng ta sẽ thêm error. À, đúng không có chữ n đấy nhưng mà các em thấy rằng là câu a với lại câu c là không thêm r như vậy rõ ràng câu a với câu c là sai. Được chưa? Và chúng ta sẽ có đáp án b và d worse and worse chính là uh, so sánh hơn của tính từ bad thêm r thì chúng ta không thêm trực tiếp vào bad mà chúng ta chuyển qua từ worse còn câu d better chính là từ good chúng ta cũng không thêm r vào good mà chúng ta chuyển thành từ better như vậy chúng ta có better and better. Bây giờ chúng ta xem thử nghĩa của câu này là gì để chúng ta chọn B hay là D nhé. We shouldn't go out the pandemic is getting. Chúng ta không nên ra ngoài vì cái đại dịch này đang trở nên. Như vậy không nên ra ngoài có nghĩa là đại dịch này trở nên câu B càng ngày càng tệ hay là câu D càng ngày càng tốt hơn các em? Tất nhiên là không ra ngoài thì phải là càng ngày càng tệ rồi. Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B worse and worse. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 14. Câu 14 nhìn các đáp án thì chúng ta quan sát thấy rằng cũng liên quan tới so sánh kép. Đúng không? Và các em nhìn câu A. The more talkative. Thì các em thấy rằng là đây là um, dấu hiệu để chúng ta nhận biết được có so sánh kép. Nhưng mà cái so sánh kép này nó không đúng. Bởi vì so sánh kép chúng ta học là có dấu phải hai bên phải tương đương là so sánh kép luôn như vậy câu a là sai chúng ta loại câu a tiếp theo các em hãy nhìn cho cô động từ became became become, became become chính là động từ liên kết ví dụ về động từ liên kết như là động từ to be uh, to become là trở nên to get trở nên uh, to feel cảm thấy hay là to look trông có vẻ thì sau những động từ liên kết này chúng ta luôn dùng một tính từ như vậy các em có thấy là Câu B và câu C có trạng từ không? Trạng từ đó chính là từ talkatively. Như vậy chúng ta cũng loại hai phương án B và C. Chúng ta sẽ chọn câu D. Và chúng ta hãy xem nghĩa của câu này như thế nào. As the conversation went on, he became more and more talkative. Khi cái cuộc nói chuyện đó tiếp tục thì anh ta trở nên càng lúc càng nói nhiều hơn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 15. Câu số 15 này là một dạng câu uh, yêu cầu chúng ta kết hợp hai câu. Có nghĩa là các em sẽ thấy dấu chấm đó là hai câu. Và người ta sẽ cho mình bốn phương án. Và chúng ta sẽ chọn phương án nào có cái nghĩa gần nhất đối với hai câu đó. Rồi, bây giờ chúng ta xem đề trước. He works harder. He earns a lot of money. Anh ta làm việc chăm chỉ hơn. Anh ta kiếm được nhiều tiền. Rồi có nghĩa là làm việc chăm chỉ thì có nhiều tiền đó các em, đúng không? Bây giờ chúng ta xem câu A này. Earning a lot of money, he works harder. Kiếm được nhiều tiền, anh ta làm việc chăm chỉ hơn. Như vậy cái câu này ý nghĩa nó bị ngược lại mất rồi. Câu B, the less money he earns, the harder he works. Càng ít tiền anh ta kiếm, anh ta kiếm càng ít tiền thì anh ta càng làm việc chăm chỉ hơn. Như vậy, về nghĩa là nó sai với lại cái ý của câu câu đề bài rồi câu c anh ta kiếm ít tiền hơn khi anh ta làm việc chăm chỉ hơn anh ta làm việc chăm chỉ hơn thì anh ta kiếm nhiều tiền hơn chứ đúng không theo đúng ý nghĩa của câu đề như vậy câu c chúng ta thấy sai câu d the harder he works the more money he earns anh ta càng làm việc chăm chỉ thì anh ta càng kiếm được nhiều tiền hơn như vậy rõ ràng câu d này là câu mà chúng ta thấy hợp lý nhất, có ý nghĩa xác nhất với hai câu ở trên. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D. Như vậy cô và các em đã hoàn thành xong bài ôn tập ngày hôm nay. Và cô mong các em ôn thật kỹ để chúng ta chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết. Bye bye, see you again.